kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay. Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới, ghi nhận dân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2024 và 35 năm ngày biên phòng toàn dân 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2024. Năm giáp thìn 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức chỗ tổ Hùng Dương, lễ hội Trịnh Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ quy mô cấp tỉnh từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3. Tin thế giới, tổ chức y tế thế giới về WHO cảnh báo về khủng hoảng sinh thái. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh chuyển biến rõ nét. Các biện pháp được thực hiện công khai, minh bạch. Kết quả, toàn tỉnh tiết kiệm được gần 685 tỷ đồng trong năm 2023 các lĩnh vực thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí là quản lý sử dụng ngân sách tiền và tài sản công quản lý khai thác sử dụng đất đai tài nguyên thiên nhiên đào tạo quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nhân dân để thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nổi bật là đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành cơ quan đơn vị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính góp phần cắt giảm thời gian chi phí và tăng tính công khai minh bạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Quyền Bình Lức tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lộc An công nhận xã Mỹ Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Năm 2014, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Mỹ Yên tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua 3 năm triển khai thực hiện, xã đã quy động hơn 138,2 tỷ đồng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó nhân dân đóng góp hơn 42,2 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp gần 40 tỷ đồng. Nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao là hệ thống giao thông nông thôn hoàn thiện, khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân ấp Ba đây là được cái vinh dự là được nông thôn mới đó thì là cũng rất là là mừng, rất phấn khởi. Do đó mà bà con sắp tới là cũng phải làm như thế nào để mình giữ vững được cái cái danh hiệu nông thôn mới của mình, của ấp mình. Đặc biệt có thể khẳng định rằng về đời sống kinh tế và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Cụ thể xã chúng ta cái thu nhập bình quân đầu người hiện tại đạt trên 70 triệu trên người trên năm và đặc biệt hơn là xã chúng ta không còn hộ nghèo. Dịp này, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Bỉ Yên, 28 tập thể và 55 cá nhân có thành tích đóng góp trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cũng được Quỹ ban nhân dân các cấp tuyên dương khen thưởng. Toàn quyền Thành Quá hiện có 185 doanh nghiệp trong năm 2023, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng đảng bộ chính quyền và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong quyền quyết tâm nỗ lực thực hiện đạt và dược 17-18 chỉ tiêu nghị quyết quyền quỹ đề ra. Trong năm qua, bên cạnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế góp phần tích cực vào nguồn thu ngân sách địa phương, các doanh nghiệp trong quyện còn tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Nhiều doanh nghiệp còn trực tiếp đóng góp nguồn lực để cùng với ngân sách nhà nước và nhân dân đầu tư xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài với tổng nguồn kinh phí đóng góp trên 5,3 tỷ đồng. Dịp này có 7 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh, quyện khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của quyện trong năm 2023 đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức đoàn công tác đến thăm nắm tình hình quan hệ lao động sau Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tân An. Tại thành phố Tân An, đoàn đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hạt điều Mỹ Diệt và công ty trách nhiệm hữu hạn Buôn Cúc Bến Tre, chi nhánh thành phố Tân An sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán các doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường ổn định, đơn hàng tăng, tuy nhiên một số doanh nghiệp còn khó khăn như đơn hàng còn ít, thiếu lao động và khó tuyển dụng được lao động có tay nghề. Tại quyền Cần Duộc, Liên đội lao động tỉnh Long An tổ chức đoàn công tác đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Quảng Lai, xã Phước Lý và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Infinity Hồng Hoa, xã Lộc An. Tại mỗi nơi đến, đoàn nghe công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và người lao động trở lại công ty làm việc đều đạt 100%. Các chế độ chính sách đối với công nhân người lao động được công ty quan tâm thực hiện đầy đủ theo quy định. Đồng thời, công ty cũng nêu ra một số khó khăn và đề xuất kiến nghị với đoàn xem xét giải quyết. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân quận Cần Chuột tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Công an quận, Ban chỉ huy quân sự quận Cần Chuột và Đồng biên phòng cửa khẩu Cảng Bến Lức theo nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong quá trình phối hợp, các lực lượng luôn thực hiện đúng nguyên tắc cơ chế hoạt động, đảm bảo sự chỉ quy, chỉ đạo, điều hành, tập trung thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng lực lượng. Nổi bật, các lực lượng đã phối hợp phát hiện xử lý 8 đối tượng trộm cắp giặt, 3 đối tượng tàn trữ trái phép công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm, 55 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, triệt xóa 27 điểm mua bán, vận chuyển, tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy, 22 điểm tệ nạn xã hội góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Dịp này, quý ban nhân dân quyền khen thưởng năm tập thể và 12 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2024 và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2024. Bản tin thời sự có phóng sự về những nỗ lực trong xây dựng thế trận lòng dân ở biên giới quyền tiết quệ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ trên 11 km đường biên giới qua địa bàn ba xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Quả Hưng, huyện Đức Huệ. Trong năm qua, đơn vị vận động 29 tập thể gần 1.800 hộ gia đình tham gia ký kết thực hiện phong trào bảo vệ biên giới. Đây chính là những hạt nhân đồng cốt có phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. À, riêng bản thân tôi thì à... À, khu vực biên giới này đi làm ăn ở khu vực biên giới này thì nếu luôn lúc nào tôi cũng 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 quan tâm vấn đề tình hình ở biên giới an ninh trật tự vấn đề cột mốc nếu mà có gì à, xảy ra thì tôi sẽ báo ngay với lực lượng biên phòng để xây dựng thế trận biên giới lòng dân. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong năm qua, đồng biên phòng Mỹ Quý Tây còn thực hiện hiệu quả mô hình mỗi tuần một địa chỉ. Từ đây, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cư dân khó khăn, góp phần xây dựng nghĩa tình quân dân ngày càng thêm bền chặt. Trong lúc vợ bệnh là đau ốm, thì có khi là mấy anh tới lui hỏi thăm hoặc là cho quà. Có lúc cái nhà thì tóc mái, thì mấy anh là trong vòng 2 ngày là, hỗ trợ cho là để làm cái nhà lại liền đặng che mưa che nắng cái chân mùa mưa Nhờ sự nỗ lực của các cấp các ngành và sự đồng lòng của người dân, thế trận lòng dân biên giới ba xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình, Bình Quả Hưng ngày càng được củng cố vững chắc. Các lực lượng đã chủ động phối hợp trong công tác nắm tình hình, nhất là vấn đề có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, kịp thời xử lý giải quyết có hiệu quả các vụ việc trên khu vực biên giới. À, với sức mạnh tổng hợp của nhân dân thì chúng tôi xác định là À, xây dựng cái thế trận biên phòng à, toàn dân và, và xây dựng cái à, biên giới lòng dân đấy là một trong những cái à, nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới để cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng mỹ thạnh tây chúng tôi cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sĩ biên phòng à, cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng mỹ thạnh tây quản lý và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia Chính sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ quân hàm xanh đối với bà con biên cương đã tạo nên thế trận lòng dân vững chãi nơi biên giới đất quệ. Và đây cũng chính là sức mạnh vô giá, là niềm tin, là khí vọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An phối hợp cùng với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Quyền Chính Hưng tổ chức hội nghị tổng kết mô hình điểm sản xuất lúa theo hướng Việt Gáp năm 2024 tại hợp tác xã công nghệ cao Khánh Hưng, xã Khánh Hưng. Đây là mô hình năm thứ hai và được triển khai trong vụ sản xuất lúa đông xuân 2023-2024. Có 21 hộ tham gia mô hình với tổng diện tích thực hiện là 50 ha. Giống lúa được sử dụng trong mô hình là giống lúa DT8ST25. Khi tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 30% chi phí sản xuất. Được biết qua kết quả đánh giá thực hiện mô hình, năng suất và giá cả đầu ra cao hơn so với ruộng ngoài mô hình. Lợi nhuận dự kiến tăng gần 4 triệu đồng so với ngoài mô hình hội nông dân tỉnh long an tổ chức hội nghị tập quấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao cho người dân xã tân chánh huyện gần nước tại buổi tập quấn bà con nông dân được hướng dẫn về kỹ thuật nuôi và cách phòng trị bệnh hiệu quả trong mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao qua buổi tập quấn bà con nông dân nắm được quy trình cơ bản kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao để vận dụng hiệu quả vào trong thực tiễn từ đó nuôi tôm chất lượng cao trồng điều tăng năng suất góp phần thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương Thưa quý vị, năm chấp hành 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức dỗ tổ Hùng Dương lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ quy mô cấp tỉnh từ ngày 11 đến ngày 10 tháng 3, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2024 tại khu di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện thị thành trong tỉnh về tổ chức phần lễ các thủ tục nghi lễ phải được thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống của dân tộc đúng quy định của nhà nước về tổ chức các hoạt động phần hội đảm bảo không khí vui tươi phấn khởi lành mạnh an toàn tiết kiệm tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao đảm bảo hợp lý về thời gian địa điểm khuyến khích thực hiện xã hội quá ở mức cao nhất công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch chủ động nắm dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trước trong và sau thời gian tổ chức lễ hội tình trạng khẩn cấp về khí hậu cùng với ô nhiễm môi trường trên thế giới đang làm gia tăng gánh nặng về y tế trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Nam Bán Cầu. Cảnh báo này vừa được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra tại phiên họp thứ 6 của Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại thủ đô Nairobi của Kenya. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh Cuộc khủng hoảng bộ ba gồm biến đổi khí hậu, sự mất đa dạng sinh học và ô nhiễm, gây đe dọa phá quỷ thành quả đạt được trong việc ngăn chặn những căn bệnh nguy hiểm. Theo ông, ô nhiễm môi trường và nguồn nước làm gia tăng các bệnh hiểm nghèo, còn biến đổi khí hậu và tình trạng buôn bán với hợp pháp động vật quan giả khiến các bệnh truyền nhiễm, bệnh lây truyền từ động vật sang người lây lan mạnh. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, hành động đa phương là cấp thiết để cải thiện môi trường sống, và tăng cường sức khỏe của con người. Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil, các vệ tinh của diện này đã phát hiện 2.940 vụ cháy rừng trong tháng 2 năm 2024. Đây là số vụ cháy rừng cao nhất xảy ra trong mỗi tháng 2 kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê từ năm 1999. Giới chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân hàng đầu thúc đẩy tình trạng này. Đại diện Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil cho biết, việc trái đất liên tiếp trải qua các mốc kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình đã cộng hưởng với các hiện tượng khí hậu như hạn hán. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2023, hạn hán đã tàn phá rừng Amazon khu vực thuộc Brazil, gây ra những đám cháy lớn, làm giảm hoặc làm cạn lượng lớn trữ lượng nước, gây thảm quả cho động vật hoang dã và ảnh hưởng đến hàng triệu người. Tình trạng tiêu cực của môi trường trong năm nay tiếp tục tạo điều kiện cần thiết để các đám cháy mở rộng quy mô. Ngoài ra, một số đám cháy có thể là hậu quả của việc phát quang rừng để làm nông nghiệp. Meta, công ty chủ quản của Facebook thông báo, sẽ loại bỏ tắp tin tức trên Facebook ở Australia và sẽ không gia hạn các thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ với các nhà xuất bản tin tức. Công ty khẳng định rằng người dùng không vào Facebook để xem tin tức và nội dung chính trị. Phản ứng trước thông báo của Meta, chính phủ Australia cho biết đang tham khảo ý kiến từ Bộ Tài chính và Quỹ ban Cạnh tranh và người tiêu dùng nước này về các bước tiếp theo. Dù không được công khai, song theo truyền thông Australia, các thỏa thuận giữa Facebook với các nhà sản xuất bản tin tức ở nước này có trị giá khoảng 70 triệu đô la Australia mỗi năm. đam mê tìm tòi cái mới, một họa sĩ người Cuba đã dùng lá thuốc lá để thể hiện nét đặc trưng văn hóa đảo quốc Caribe trong những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của mình. Tỉ mỉ lựa chọn, xử lý, rồi đặt từng miếng lá thuốc lá ướt lên trên bức phát quả. Qua nhiều bước, bức tranh của họa sĩ Milton Bernard dần thành hình. Tác phẩm nghệ thuật mang màu hổ phách của lá thuốc lá khô, làm nổi bật kết cấu của các đường gân. Sau thời gian dài mài mò tìm hiểu, Ông Benan đã tìm được công thức hóa học độc quyền để duy trì độ đàn hồi, màu sắc và hình dạng của lá thuốc lá, khiến mọi tác phẩm của ông trở nên độc đáo. Các tác phẩm của họa sĩ Benan hiện đã có mặt tại nhiều nhà hàng, cửa hàng xì gà và khách sạn ở khắp Havana cũng như trên toàn cầu. Dubai, thành phố thuộc các thể trung quốc Ả Rập thống nhất nơi nổi tiếng với tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, mới đây vừa tổ chức cuộc đua bộ giáp phản lực đầu tiên trên thế giới. Giải đua đầu bay phản lực đầu tiên trên thế giới diễn ra trong khuôn khổ triển lãm thuyền Dubai. Tám vận động viên nam và nữ đã sử dụng bộ đầu bay phản lực để thể hiện kỹ năng và tốc độ trong lúc lướt trên không trung. Các vận động viên thi đấu theo hình thức trực tiếp để tìm ra người tham dự trận chung kết. Bộ đồ trang bị 5 động cơ phản lực tuabin khí cho phép cất hạ cánh theo chiều thẳng đứng, sử dụng nhiên liệu máy bay phản lực, dầu diesel hoặc xăng sinh học. Theo ban tổ chức, bộ đồ phản lực lần đầu ra mắt năm 2017 và hiện nay có thể đạt tốc độ 128 km h có khả năng bay trên đa số địa hình và được kỳ vọng là công nghệ tiên phong của tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.